Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Thầy tên là Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên trường tiểu học Dê Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy rất vui khi được tiếp tục hướng dẫn các em bài bản chi 6 trang 24 sách giáo khoa đóng 3. Trước khi vào tiết học thì mời các em chuẩn bị sách giáo khoa đóng 3: vở, viết mực, viết chì, thước, ngồi học nghe ngắn, đủ ánh sáng. Em tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Nào, thầy cho chúng ta bắt đầu vào tiết học. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em bước đầu thuộc bản chi 6, vận dụng trong giải bài toán có lời văn có một phép chia, để giúp các em dễ dàng thực hiện được mục tiêu của bài học. Thì mời các em đến với phần khởi động bằng yêu cầu sau. Các em hãy đọc lại bản nhân 6. Các em đều đã thuộc bản nhân 6. Vậy từ bản nhân 6 này chúng ta lập bản chi 6 như thế nào? Thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học bản chi 6 ngày hôm nay. Thầy mời các em quan sát. Thầy có một tấm bìa. Tấm bìa này có 6 tấm tròn. 6 lấy 1 lần bằng mấy? 6 lấy 1 lần bằng 6. Ta có phép nhân 6 nhân 1 bằng 6. 6 tấm tròn thầy đi chia đều cho các nhóm. Mỗi nhóm có 6 tấm tròn, thầy chỉ được mấy nhóm? Thầy chỉ được 1 nhóm. Làm sao được 1 nhóm? Ta lấy 6 chia 6 bằng 1. Vậy ta có phép chia 6 chia 6 bằng 1. Thầy có 2 tấm bìa. Mỗi tấm bìa có 6 tấm tròn. 6 lấy 2 lần bằng mấy? 6 lấy 2 lần bằng 12. Ta có phép nhân 6 nhân 2 bằng 12. 12 tấm tròn này thầy đi chia đều cho các nhóm. Mỗi nhóm có 6 tấm tròn, thầy chỉ được mấy nhóm? Thầy chỉ được 2 nhóm. Ta lấy 12 chia 6 bằng 2. Vậy ta có phép chia 12 chia 6 bằng 2. Tương tự như vậy, thầy có 3 tấm bìa. Mỗi tấm bìa có 6 tấm tròn. Vậy 6 lấy 3 lần bằng mấy? 6 lấy 3 lần bằng 18. Vậy ta có phép nhân 6 nhân 3 bằng 18. 18 tấm tròn này thầy đi chia đều cho các nhóm. Mỗi nhóm có 6 tấm tròn thì thầy chỉ được mấy nhóm? Thầy chỉ được 3 nhóm. Làm sao được 3 nhóm? Ta lấy 18 chia 6 bằng 3. Vậy ta có phép chia 18 chia 6 bằng 3. Thầy mời các em cùng đọc lại với thầy. 6 nhân 3 bằng 18. 18 chia 6 bằng 3. Các em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia? Để nhận xét được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia thì các em cần lưu ý. Trong phép nhân, 6 được gọi là thừa số thứ nhất, 3 được gọi là thừa số thứ hai, 18 được gọi là tích. Trong phép chia, tích là 18 chia cho thừa số thứ nhất thì chúng ta sẽ được thừa số thứ hai. Vậy các em có liên được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia chưa? Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia đó là tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. Các em vừa nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, các em hãy dựa vào mối quan hệ này để thành lập bản chi 6. 24 chia 6, 30 chia 6, 36 chia 6, 42 chia 6, 48 chia 6, 54 chia 6, 60 chia 6. Thầy mời các em suy nghĩ và làm bài. Thầy nghĩ là các em đã được tả hoàn thành được bản chi 6. Thầy mời các em đến với kết quả của thầy.
Ta có 6 nhân 4 bằng 24 và 24 chia 6 bằng 4. 30 chia 6 bằng 5. 36 chia 6 bằng 6. 42 chia 6 bằng 7. 48 chia 6 bằng 8. 54 chia 6 bằng 9. 60 chia 6 bằng 10. Thầy mời các em đối chiếu kết quả. Thầy mời các em lặp lại bảng chia 6 của thầy. 6 chia 6 bằng 1, 12 chia 6 bằng 2, 18 chia 6 bằng 3, 24 chia 6 bằng 4, 30 chia 6 bằng 5, 36 chia 6 bằng 6, 42 chia 6 bằng 7, 48 chia 6 bằng 8, 54 chia 6 bằng 9, 60 chia 6 bằng 10. Thầy mời các em đọc thầm lại bảng chia 6 và học thuộc lòng bảng chia 6. Để các sau kiến thức cho các em về bảng chia 6, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện làm các bài tập sau. Mời các em đến với bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta là tính nhẩm 42 chia 6, 54 chia 6, 12 chia 6, 24 chia 6, 36 chia 6, 6 chia 6, 48 chia 6, 18 chia 6, 60 chia 6, 30 chia 6, 30 chia 5, 30 chia 3. Thầy mời các em suy nghĩ và làm bài. Thầy mời các em sửa bài cùng thầy. 42 chia 6 bằng 7, 54 chia 6 bằng 9, 12 chia 6 bằng 2, 24 chia 6 bằng 4, 36 chia 6 bằng 6, 6 chia 6 bằng 1, 48 chia 6 bằng 8, 18 chia 6 bằng 3, 60 chia 6 bằng 10, 30 chia 6 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 30 chia 3 bằng 10. Thầy mời các em đối chiếu kết quả. Thầy và trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Thầy có lời khen cho tất cả các bạn. Vậy bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Thì thầy mời các em đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 tính nhẩm 6 x 4, 24 chia 6, 24 chia 4, 6 x 2, 12 chia 6, 12 chia 2, 6 x 5, 30 chia 6, 30 chia 5, 6 x 1, 6 chia 6, 6 chia 1. Thầy mời các em suy nghĩ và làm bài. Thầy tin chắc rằng bài tập này sẽ không làm khó được các em và các em cũng đã có kết quả cho riêng mình. Thầy mời các em hãy so sánh kết quả của mình với thầy. 6 x 4 bằng 24, 24 chia 6 bằng 4, 24 chia 4 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 12 chia 6 bằng 2,
12 chia 2 bằng 6. 6 nhân 5 bằng 30. 30 chia 6 bằng 5. 30 chia 5 bằng 6. 6 nhân 1 bằng 6. 6 chia 6 bằng 1. 6 chia 1 bằng 6. Thầy mời các em đối chiếu kết quả. Em có nhận xét gì về phép tính và kết quả của bài tập 2? Chúng ta có nhận xét đó là từ phép nhân khi ta lấy tức chia cho thừa số này thì được thừa số kia. Qua bài tập số 2, các em đã nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Vậy bài tập số 3 thì còn chúng ta làm gì? Thầy mời các em đến với bài tập số 3. Bài 3, một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy cm? Thầy mời các em đọc thầm lại bài toán để xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. Thầy mời các em cùng thầy phân tích bài toán. Bài toán cho chúng ta biết một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Có nghĩa là 6 đoạn dài 48cm. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi mỗi đoạn dài mấy cm? Có nghĩa là hỏi chúng ta là một đoạn dài bao nhiêu cm? Để biết được một đoạn dài bao nhiêu cm thì thầy mời các em suy nghĩ và làm bài. Thầy nghĩ các em đã tìm được là mỗi đoạn dài mấy cm. Các em hãy đối chiếu kết quả với thầy. Bài giải, chúng ta sẽ đặt câu lời giải là mỗi đoạn dài là, ta lấy 48 chia 6 bằng 8cm, đáp số 8cm. Thầy mời các em đối chiếu kết quả với thầy. Thầy nghe các bạn có đáp án chính xác. Kết thúc bài học ngày hôm nay thì thầy mời các em đọc lại cho thầy bản chia 6. Sau bài học ngày hôm nay các em hãy về nhà đọc lại bản chia 6 để tiết học sau đạt kết quả cao hơn. Thì các em làm thêm bài tập số 4 sách giáo khoa trang 24 sau để tiết học sao đạt hiệu quả cao hơn. Thì thầy mời các bạn chuẩn bị bài luyện tập sách giáo khoa trang 25. Tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Tạm biệt các em. Thầy chúc các em là chăm ngoan học giỏi.